những phát ngôn thống Trump trong hai ngày thượng đỉnh tại Hà Nội. Quý vị thính giả thân mến, hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc đột ngột vào chiều ngày 28 tháng 2 với một bữa ăn trưa làm việc và lễ ký kết theo lịch trình bị hoãn lại. Hai nhà lãnh đạo đã không thể đạt được thỏa thuận chung như họ đã làm trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm ngoái tại Singapore. Tuy nhiên, thượng đỉnh lần này được cho là gieo hy vọng, cho thấy những tiến bộ và thiện chí của hai bên trong tiến trình hướng tới hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Dưới đây là một số phát ngôn ấn tượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai ngày diễn ra hội nghị ở Hà Nội 27 và 28 tháng 2. Chủ tịch Triều Tiên là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và đất nước của ông có tiềm năng kinh tế to lớn. Tổng thống Donald Trump nói về Chủ tịch Kim Jong-un tối ngày 27 tháng 2 khi hai ông có cuộc gặp đầu tiên ở khách sạn Metropole ở Hà Nội, cuộc gặp đánh dấu bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mối quan hệ giữa chúng ta là một mối quan hệ rất đặc biệt, Tổng thống Trump nói với ông Kim trong cuộc trao đổi đầu tiên diễn ra một cách cởi mở. Dù mối quan hệ rất tốt đẹp nhưng đôi khi bạn phải rời đi. Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại khách sạn Marriott chiều ngày 28 tháng 2 sau khi thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 kết thúc sớm hơn dự kiến do hai bên không đạt được thỏa thuận chung. Tốc độ không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta làm điều đúng đắn. Ông Trump tuyên bố khi bước vào phiên thảo luận trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không vội vàng và sẵn sàng chấp nhận một lộ trình phi hạt nhân hóa chậm. Chúng tôi đã có thời gian mang tính xây dựng. Chủ tịch Kim là một người có tính cách thú vị, quan hệ giữa chúng tôi rất mạnh mẽ. Tuy nhiên đôi khi bạn phải đi một cách chậm rãi. Ông Trump đề nghị tới hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp báo sau khi hội nghị kết thúc sớm. Tôi có thể đã ký thứ gì đó hôm nay, nhưng tốt hơn là làm điều đúng đắn hơn là làm nhanh. Tổng thống Trump trả lời khi phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có nghĩ là quá sớm khi kết thúc hội nghị sớm như vậy. Trước câu hỏi về tầm nhìn của Chủ tịch Kim trong vấn đề phi hạt nhân hóa, Tổng thống Mỹ nói ông ấy có tầm nhìn nhất định, nó không giống như của tôi nhưng gần hơn rất nhiều so với một năm trước đây. Một phóng viên hỏi Tổng thống Mỹ, ông và Chủ tịch Kim đã thảo luận cụ thể những gì liên quan đến phi hạt nhân hóa. Ông Trump đáp, mọi người nói rất nhiều nhưng với tôi chắc chắn phải là ông cần sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tôi không chỉ phê phán chính quyền Obama mà còn chỉ trích nhiều đời chính quyền khác. Tổng thống Trump phát biểu, đề cập tới việc Mỹ và Triều Tiên không đạt được thỏa thuận nào trong quá khứ. Tôi không muốn nói về việc gia tăng các lệnh trừng phạt. Nhiều người dân Triều Tiên cũng cần phải sống và điều đó quan trọng với tôi. Tổng thống Trump nhấn mạnh điều này. Thank you very much. I want to begin by thanking the Prime Minister and President of Vietnam. We're in Hanoi. It's an incredible city. And what's happened over the last 25 years has been incredible for the people of Vietnam. The job they've done, economic development, really something special. So I want to thank all of the people of Vietnam for having treated us so well. On North Korea, we just left Chairman Kim. We had a really, I think, a very productive time. We thought, and I thought, and Secretary Pompeo felt that it wasn't a good thing to be signing anything. I'm going to let Mike speak about it. But we literally just left. We spent pretty much all day with Kim Jong-un, who is, he's quite a guy and quite a character. And I think our relationship is very strong, but at this time, we had some options, and at this time, we decided not to do any of the options, and we'll see where that goes, but it was a very interesting 2 days, and I think, actually, it was a very productive 2 days, but sometimes you have to walk, and this was just one of those times, and I'll let Mike speak to that for a couple of minutes, please. Unfortunately, we didn't get all the way. We didn't get to something that ultimately made sense for the United States of America. I think Chairman Kim was hopeful that we would. We asked him to do more. He was unprepared to do that, but I'm still optimistic. I'm hopeful that the teams will get back together in the days and weeks ahead and continue to work out. It's a very complex problem. We have said since the beginning that this would take time. Has this process been more difficult than you thought? And was the North Korean demand for lifting of some sanctions the real sticking point here in that you did not want to do that and they did?
And will there be a third, about the sanctions. Will there be a third summit, Mr. President? Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work, and we'll see, but we had to walk away from that particular suggestion. We had to walk away from that. And one of the things, importantly, that Chairman Kim promised me last night is, regardless, he's not going to do testing of rockets and nuclear, not going to do testing. So, you know, I trust him, and I take him at his word. I hope that's true. But in the meantime, we'll be talking. Mike will be speaking with his people. He's also developed a very good relationship with the people, really, the people representing North Korea. Thanks, Mr. President. Did you commit with Chairman Kim to a next summit during your term? No. Okay. We'll see if it happens. It happens. I have not committed. They are, at this point, some would say, a nuclear power. Do you accept North Korea as a nuclear armed state, at least for the time being? And are you thinking about reimposing military exercises with South Korea, or will you keep in a freeze? Well, the military exercises, I gave that up quite a while ago because it costs us $100 million every time we do it. And then they come and they drop millions of dollars of bombs, and then they go back. But we would spend hundreds of millions of dollars on those exercises, and I hated to see it. I thought it was unfair. And frankly, I was sort of the opinion that South Korea should help us with that. You know, we're protecting South Korea. I think they should help us with that. So those exercises are very expensive. And I was telling the generals, I said, look, you know, exercising is fun and it's nice. And they play the war games. And I'm not saying it's not necessary, because at some levels it is, but at other levels it's not. But it's a very, very expensive thing. And, you know, we do have to think about that, too. Debbie Edward, ITV News. At which point did it become clear to you that you wouldn't be getting a deal here in Hanoi? The language from yourself and Kim Jong-un was very positive last night and even this morning, and therefore was it a mistake to come here? No, I think the language was good all throughout. The language has been good even now, but, you know, I don't go by language, because we had probably the toughest language in the history of diplomacy, if you call it diplomacy, at the beginning, and yet we became very friendly. I don't believe there was any tougher language ever than that. But again, this was something that should have been handled by other presidents long before me. Korea? Channel 8, Dongayevo, South Korean media outlet here. I'd like to ask you, you said that we do not particularly know when they will be, North Korean leader will be willing to come to the table and take the actions that's been required. If that's the case, would the U.S. be willing to strengthen the sanctions and perhaps put the pressure on North Korea to move forward? I don't want to comment on that. I can just tell you this, that we have very strong sanctions. I don't want to talk about increasing sanctions. They're strong. They have a lot of great people in North Korea that have to live also, and that's important to me. And I would say this, my whole attitude changed a lot because I got to know, as you know, Chairman Kim very well, and they have a point of view also. So I don't want to really talk about that. I just think that hopefully for the sake of South Korea, for the sake of Japan, and frankly for the sake of China, I was talking to President Xi, who really is a man that gets... Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định kết thúc sớm cuộc đàm phán với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại Hà Nội, khi ông Kim không thể đưa ra bất kỳ lời hứa vững chắc nào cho tiến trình phi hạt nhân hóa nhằm đổi lại việc dỡ bỏ các chế tài của Mỹ. Đặc biệt, khi nó đã bắt đầu với việc hai bên thể hiện rất nhiều thiện chí với nhau. Tuy nhiên, không thỏa thuận không đồng nghĩa với thất bại, khi mà ông Trump ít nhất đã đạt được một trong những mục tiêu của ông là giữ cho khu vực bán đảo Triều Tiên không có thử vũ khí hạt nhân. Nói cách khác, điều đó có nghĩa rằng Mỹ đã không phải đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào, không dỡ bỏ chế tài và không viện trợ tiền khi đàm phán với chế độ Bắc Hàn. Việc ông Trump không bị chế độ này lừa gạt, bản thân nó đã là một thành công lớn rồi. Ông Trump và ông Pompeo đã không đột ngột cắt kết nối với Bắc Hàn mà vẫn thể hiện sự sẵn sàng đàm phán thêm.
Không thỏa thuận có nghĩa rằng ông Kim Jong-un đã từ chối cơ hội tuyệt vời để chuyển dịch đất nước của ông sang xã hội mở. Ngay cả khi chính quyền Trump đã cố ý sắp xếp cơ hội cho ông được chứng kiến thành công kinh tế tại Singapore và Việt Nam, ông Kim đã tận hưởng màn trình diễn ngoại giao vinh quang tại hội nghị thượng đỉnh này mà cổ máy truyền thông nhà nước của ông sẽ dành lời ca ngợi bất tận và mang đến những hy vọng lớn lao. Nhưng bây giờ thậm chí ông Kim phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ chính những thành viên trong nội bộ đảng, khi mà chuyến công du lần này của ông đã không mang lại bất kỳ kết quả nào. Những trụ cột chính mà ông Kim sử dụng để bảo vệ chế độ cầm quyền là vũ khí hạt nhân và tuyên truyền chống Mỹ. Nhưng bây giờ cả hai trụ cột này đều đang bị tê liệt. Ông Kim không thể phát triển vũ khí hạt nhân thêm nữa và không thể tiếp tục thử hạt nhân khi ông đã hứa phi hạt nhân hóa trước truyền thông toàn cầu. Ông Kim có lẽ cũng không thể tấn công Mỹ mạnh mẽ bằng cỗ máy tuyên truyền của mình khi mà đối thoại liên tục với ông Pompeo và ông Trump sẽ giữ Bắc Hàn ở bàn đàm phán. Điều mà ông Kim có thể làm là đổ lỗi cho Mỹ bắt nạt Bắc Hàn, và ông cần lo lắng xem liệu Mỹ sẽ tiếp tục tập trận quân sự chung với Hàn Quốc hay không. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thời điểm này có thể cảm thấy không hài lòng. Thượng đỉnh Trump Kim không thể đưa ra bất kỳ tiến triển thêm nào về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thì những nỗ lực của ông Moon để làm hòa với Bắc Hàn năm ngoái dường như đổ sông đổ biển. Một nhân vật khác không thể ngủ ngon chính là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc họp báo sau thượng đỉnh tại Hà Nội, ông Trump đã chỉ rõ rằng 93% hàng hóa cung cấp qua biên giới Bắc Hàn là từ Trung Quốc. Đây là một lời chỉ trích gián tiếp nhắm tới Trung Quốc đã vi phạm chế tài đang áp đặt lên Bắc Hàn. Điều này sẽ trở thành một lá bài mặc cả khác cho Mỹ tại bàn đàm phán trong đối thoại thương mại Mỹ-Trung. Chính quyền Trump hiện đang rất không hài lòng về việc Trung Quốc liên tục ủng hộ chính quyền Maduro tại Venezuela. Cả ông Chavez và ông Maduro đều là những học trò của chế độ Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh Trump Kim không kết quả và việc Trung Quốc ủng hộ chế độ Maduro sẽ cho phép chính quyền Trump nhìn thấy rõ ràng rằng đàm phán với các quốc gia này sẽ không bao giờ diễn ra trơn tru khi mà các lãnh đạo của nó không hề quan tâm tới mạng sống của nhân dân và tương lai đất nước. Rời Hà Nội mà không đạt thỏa thuận không phải là kết quả làm hài lòng chính quyền Trump, và nhiều nhà phê bình nói rằng ông Trump đã mất đi một thắng lợi rất cần thiết. Tuy nhiên, bất cứ điều gì ông Trump đã bỏ lỡ tại Hà Nội, ông sẽ mang nó ra bàn đàm phán thương mại Trung Mỹ với Trung Quốc. Vì vậy, không thỏa thuận từ thượng đỉnh Trump Kim thực sự là tin xấu cho Trung Quốc. Bước ra khỏi một thỏa thuận xấu tiềm năng cho thấy bản chất của doanh nhân sắc sảo và ý chí mạnh mẽ để tuân thủ các nguyên tắc. Ông Tập Cận Bình sẽ phải lo lắng. Ông Trump cũng sẽ bước ra ngoài cuộc đàm phán với tôi khi tôi gặp lại ông ấy ở Mar-a-Lago.